Nè cái hàng nó mới về em bán nhưng chưa kịp đem xuống kho nữa nè. Đó. Thì cái này đọc theo cái lỗ 8 nha nè. Lỗ 805, 805 có nghĩa là nó nhỉnh hơn 8 một chút xíu, không phải 8.5 nha. Đó, đọc rảnh giữa nè. Thì cái này cây 75 cm. Nó chừa đầu năm đầu 30. Thì rất là buồn bực luôn, tại vì á mới có một anh khách điện nói là anh thấy cái lỗ đặt hàng về thì bây giờ không có thước cập mà không có chuẩn bị được bi, mà cứ lấy viên bi xe đạp đút vô thì nó lăn nhanh là phải rồi. Lỗ 805 thì nó sẽ lọt bi 8 anh em nhé. Nó lọt bi 8 thì anh em phải là nó tầm tầm bằng điếu thuốc á. Anh em cứ lấy không có thước, anh em cứ lấy tầm điếu thuốc á, anh em đút vô. Tất nhiên là nó sẽ điếu thuốc nó không chuẩn 100% đâu, nhưng mà nó cũng xê xích không bao nhiêu hết. Đó. Thì anh em đút vô là anh em độ được ha. Còn cái viên bi 6, viên bi xe đạp á, thì tất nhiên nó nhỏ hơn điếu thuốc rất là nhiều. Em phải hiểu vậy. Đó. Thì anh em chỉ cần phân biệt được là lỗ 6.4 là chơi bi xe đạp, 6.35, lỗ 7.05 thì chơi bi 7. Thì nó chắc chắn là bi 7 bỏ ở đây thì nó nhỏ xíu à. Còn bi 8 á, thì nó cỡ cỡ bằng điếu thuốc nha. Mình cũng chưa đo chính xác nữa, nhưng mà có nhiều anh em điện cho mình hỏi là tại vì ngày trước mình bán cái ống mà mấy anh em mà mua cây 1m, 1m2 đồ về á, mà cây chưa rọc nè. Cây chưa rọc để anh em làm chuyện khác, thì anh em hỏi là đo xem điếu thuốc nó có vô. Thì mình đo điếu thuốc vô rất là đẹp nhá. Đó thì mình độ vậy thôi chứ mình cũng chưa đo điếu thuốc. Nhưng mà như bi 8 vô rất là đẹp nha. Ống này ống độc rãnh nha. Độc rãnh nha. Đó. Thì anh em có thể về làm bắn, làm chĩa để bắn cá này, bắn mũi tên nè. Anh em chơi làm nỏ, anh em chơi bi cũng được. Thật ra thì nỏ thì cái cự ly nó gần á, nó cũng không sát thương cao như là mấy cái hàng kia đâu, nên là cái nỏ là cái hàng trưng bày thôi, nhưng mà mình chơi thì mình kỹ kỹ cũng không có. Có nhiều anh em nghĩ nó 30-40 mét không được đâu nha anh em, tầm 10 mấy 20 mét đổ lại thôi, không được 20 mét đâu nhá. Cái nỏ thì nó bắn bằng lực bật của cái cánh nỏ, cánh cung và cái dây thun. Khách đã gọi nè. Em nghe đi. Rồi vậy đi luôn anh. Dạ dạ dạ, anh mang ủng mang đồ sẵn đi. Dạ 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 dạ. Đem vô ảnh em đổi xe rồi mẹ. Rồi ok, nói lại thêm nè, cái báo giá cho anh em luôn nè. Cây 805 phi 16 này á thì nó có ba cái độ dài là lỗ là độ dài 60 cm, phi ngoài 16 60 cm nhé. Thì rọc chừa một đầu 5, đầu này 5 nè, đầu này 20 nè, cái 60 á là 300 nhá, bao ship nha. Hàng này là hàng gần như là độc quyền bên em nhé. Tại vì cái này rọc á nó tốn tiền lắm. Rọc là cái tiền công nó cao lắm, nên là em rọc xong rồi á em cộng tầm 50.000 tiền công vô. Có nghĩa là anh em nào mua ống chưa rọc á là anh em sẽ mua được cái ống rẻ hơn tầm 50.000, ví dụ cây chưa rọc mà 60 á là 250 nha. Còn cây này 75 là 350 nè, rọc rồi nè. Còn cây chưa rọc thì nó rẻ hơn 50.000 là anh em biết nó tầm 300 nhá. Cây 1 mét. À cây này là rọc chưa đầu năm đầu 30 anh em nhé. Đó. Hàng đẹp cho anh em đàng hoàng. Đó. Thì ở trong thì tất nhiên là hàng đẹp, hàng bóng đàng hoàng, người ta chơi cho cái khác, nhưng mà bây giờ mình rọc mình chơi cho cái khác. Đó, cây 1 mét là 400 chưa đầu năm đầu 40 nha. Còn có những anh em mà yêu cầu rọc thông số khác thì anh em cứ bình luận mạnh dạn lên. Mình bây giờ hiện tại đặt là chưa có, nhưng anh em cứ bình luận mạnh dạn lên. Em thấy có mấy người bình luận cái thông số đó em sẽ tiến hành em rọc theo thông số. Tại vì giờ mà cứ rọc một cây theo thông số của anh em thì nó khó. Mà cứ thông số nào mình cũng rọc thì mình bán không được, nó sẽ bị tồn hàng. Tại vì thời gian trước là em cũng có rọc, em có nghiên cứu và một số anh em làm á, người ta đặt mình thì mình rọc, người ta đặt người ta làm nguyên cây người ta bán á, thì khi người ta đặt á thì chắc chắn là cái thông số nó sẽ chuẩn hơn đó. Thì em sẽ rọc theo thông số của mấy anh em đó thôi, chứ còn bây giờ một anh em nào mà đặt cái thông số chẳng hạn như rọc chừa một đầu 5 này, còn chừa đầu 15 nè, ví dụ vậy, thì về anh em chịu khó là anh em rọc thêm bằng mấy cắt cầm tay. Dù cái này 30 thì anh em có thể rọc thêm 10-15 đó. Thí dụ anh em mà muốn chừa đầu 25 thôi thì này rọc thêm 5 phân thì cũng dễ. Anh em cứ sợ là rọc thì nó sẽ bị xéo bị cong, anh em yên tâm đi. Cái lưỡi cắt thì nó sẽ là anh em đút từ trên xuống dưới thì anh em rọc hai rãnh cùng lúc, anh em cứ rà theo, canh độ thẳng rà theo là nó sẽ kéo ra được nha. Nhưng mà trong cái lúc kéo ra nó nhiệt độ nó sẽ rất là cao,
Thì anh em chế cho mình một cái chai, sau đó để xịt được cái nước vào đây, một cái ống dẫn nhỏ giọt cũng được nữa, để cho nó giảm nhiệt độ ha, chứ không nó cháy cái ống thì nó làm cái ống nó không có còn chất lượng nữa. Ok, em tranh thủ em báo giá cái ống này. À, cái 705, báo giá cái 705 luôn nhé, là nó cũng bằng giá cái này luôn. 705 thì nó phi 14, có độ dài và độ rộng y vậy luôn ha. Và cái 6 ly 4 phi 12 thì nó sẽ là có độ dài 60, rộng chiều đầu 5 đầu 20 là 220. Cây 70 là chiều đầu 5 đầu 20 hoặc là một đầu 5 đầu 30. Anh em nghe kỹ cái thông số giùm em nha, nghe không kịp thì có thể bấm nghe lại nha. Thì cây 70 là 250 bao ship nha. Còn mấy cái này là nãy em báo giá rồi, anh em nghe lại khúc đầu. Đó. Thì có nhiều anh em là kêu chụp cái ống qua em xem với. Thì ví dụ em chụp như vậy, tạch một cái, thì giờ em nói 6 ly 4 thì anh em cũng chịu thôi, chứ sao anh em biết đúng không? Hoặc là em chụp một cái, tạch một cái, em báo 705 thì em cũng chịu thôi. Tại vì khi mình chụp xa nè, đó, thì nó sẽ là, nói chung cái ống nào mà rạch xong đúng y vậy nè anh em, y vậy luôn. Thì anh em sẽ chụp hình thì sao anh em biết, anh em phải đo bằng thước chứ đúng không? Nên là anh em coi cái hàng xong là anh em nghe cái thông số, thông số là mm á, là ok. Ống nào cũng như ống này thôi. Giờ chụp gần thì nó to, mình nói giờ mình nói phi 18 anh em cũng chịu thôi, chứ anh em đâu biết phi 16 hay phi 18 đúng không? Đây này phải đo bằng thước nha. Đó, còn anh em nào muốn thử bi á thì chịu khó kiếm đúng cái bi giùm em. Chứ mà hàng tới nơi rồi cái bưu tá gọi léo nhéo kêu là bây giờ tôi thử không vừa rồi, em nghĩ chắc cũng cố tình thôi. Chắc cũng không muốn nhận hàng cố tình thôi, chứ còn không có thước em hỏi là anh đo bằng thước hay sao mà anh nói là cái ống này lỗ nó to hay cái ống này lỗ nó nhỏ, thì lại lúc đó ấp úng gọi là tôi đo viên bi ở nhà thôi. Mà viên bi ở nhà chắc chắn thì nó đã đúng cái thông số mà anh em cần đâu. Hay là anh em chơi, anh em chuẩn bị bi 6, anh em đi đặt cái ống 8 thì về anh em lại báo shop nữa đúng không? Đó, thì lúc đó lại nói qua nói lại không giải quyết được vấn đề gì. Cuối cùng mình nói là thôi anh bưu tá Hoàng về giùm em đi, chứ giờ gặp mấy trường hợp này em cũng thua luôn. Anh bưu tá anh đâu có thước cặp ở đó đâu mà anh đo cho, anh em hiểu không? Lúc đó chỉ có shop với lại khách nói chuyện qua lại như vậy thì nó mất thời gian của đôi bên, mất thời gian của shipper. Rồi ok anh em nhé. Em dừng clip tại đây, em chào tất cả mọi người nhé. Đây mới sáng sớm anh em thấy nắng lên nè, đẹp ha. Chúc mọi người một ngày mới thật là tuyệt vời, thật là nhiều năng lượng tích cực và thành công trong công việc nhé. Em chào tất cả mọi người nhé.